Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây điện thoại Xiaomi Mi 6 được tháo rời ra chờ thay mới main tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main đến main của điện thoại Xiaomi Mi 6 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên điện thoại Xiaomi Mi 6, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có tất cả các linh kiện trên điện thoại Xiaomi Mi 6 nói chung và phần bảng main của Xiaomi Mi 6 nói riêng thay mới với các bạn. Thì khách hàng ở xa không đến được bây giờ cũng có cấp.vn. Thường có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vụ thay mới main cho Xiaomi Mi 6. Thì ở video này, di động có cấp.vn sẽ giải đáp một số thắc mắc của quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới main cho điện thoại Xiaomi Mi 6 đang thực hiện từ di động có cấp.vn. Câu hỏi đầu tiên là tôi ở xa, tôi muốn thay main cho Xiaomi Mi 6 có được hay không? Hoàn toàn được, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn về main. Dịch vụ thay mới main cho Xiaomi Mi 6 đang lỗi của quý vị các bạn. Quý vị các bạn đồng ý phương án sửa chữa thì chúng tôi sẽ gửi main đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Hai là quý vị các bạn có thể gửi máy ra di động qua cấp.vn. Chúng tôi thay xong, chúng tôi sẽ gửi ngược lại địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai là tôi thay main cho Xiaomi Mi 6 thì mang đến di động qua cấp.vn có thay luôn được không? Có phải chờ đợi hay không? Thì main của Xiaomi Mi 6 luôn có sẵn ở địa chỉ di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua là có thể thay mới được main cho Xiaomi Mi 6. Không phải chờ đợi lâu. Khi tôi thay main cho Xiaomi Mi 6 thì các cái được bảo hành bao lâu? Thì được bảo hành từ 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa. Sau khi tôi thay main cho Xiaomi Mi 6 thì các linh kiện khác mà các dữ liệu trong máy có bị mất hay không? Thì câu hỏi này thì tùy theo từng lỗi sự cố trên điện thoại Mi 6 liên quan main của quý vị các bạn. Có trường hợp thì cứu được, có trường hợp không cứu được. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên Xiaomi Mi 6. Giải đáp thắc mắc cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Xiaomi Mi 6. Địa chỉ thay mới main, đổi mới main cho Xiaomi Mi 6 Hà Nội này. Xin cảm ơn quý vị các bạn.